Không còn bao lâu nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra. Để đạt kết quả tốt, ngoài tập trung ôn luyện, thí sinh còn cần phải ổn định tâm lý, cân bằng dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe. Sau đây là những lưu ý mà các em cần thực hiện để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Nguyễn Hoàng Gia Đức, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Năm nay, em chọn thi khối B với quyết tâm vào Đại học Y Dược Cần Thơ. Để thực hiện ước mơ của mình, em luôn ý thức và chủ động trong học tập. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em càng tập trung ôn luyện với mong muốn đạt kết quả tốt nhất. Thường ở nhà con sẽ dành phần lớn thời gian ra để con giải đề hoặc là con làm thêm bài tập. Thì những cái bài tập đó là thường con làm thì sẽ là những bài tập điểm cao. Tại vì trên lớp thì là con đã học hết kiến thức cơ bản, con học thuộc hết cả lý thuyết. Nên là ở nhà con sẽ dành ra một ngày thì khoảng 3 tiếng đồng hồ cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà buổi tối con sẽ dành ra thêm tầm 1 cho tới 2 tiếng nữa để con dành con giải một đề. Có con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, các bậc phụ huynh là người lo lắng hơn cả. Trong những ngày qua, các thành viên trong gia đình Đức luôn cố gắng tạo tâm trạng vui vẻ cho em, luôn động viên khích lệ để Đức đừng quá lo lắng, cũng như không tạo áp lực về kết quả, nhắc nhở và tạo cơ hội cho em được giải trí, và đặc biệt là chăm lo dinh dưỡng để Đức có đủ sức khỏe và tinh thần tốt bước vào kỳ thi. Mình cũng động viên con là con phải tập thể dục dù cho bận tới mấy. Mình chở con đi ăn sáng ở nhà, mình nấu món gì mà con yêu thích nhất để mà bé ăn được. Lựa dinh dưỡng và thức ăn phải tươi mới. Rồi ngoài ra thì cho bé ăn trái cây, uống sữa thêm, mà mọi thứ đều phải chọn lọc. Tâm lý bé thì mình phải ổn định là con ơi, con cố gắng hết khả năng. Còn thi đạt hay không là chuyện đó tính sao. Về thể chất thì các em nên là ăn uống chế độ hợp lý, đủ dinh dưỡng. Về sức khỏe tinh thần thì các em nên chọn các phương pháp giải trí nào đó nó khoa học. Ví dụ như mình đã học tập căng thẳng rồi thì các em nên chọn những cái môn vận động, ví dụ là bơi, chơi thể thao. Không nên chọn cái phương pháp giải trí là chơi game chẳng hạn. Các em là nên đi ngủ sớm và thức dậy sớm để học bài. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra 2 ngày 7 và 8 tháng 7. Trước đó, ngày 6 tháng 7, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Thí sinh tham dự kỳ thi làm 3 bài thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.